Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại hai bạn gái xinh đẹp, đó là Hoàng Yến và Đan Trinh. Xin mời hai em. Trước khi đến với vòng 3 có tên gọi là ngôi sao may mắn, thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm một trong ba cô gái này, người nào đang giữ ngôi sao may mắn. Chúng ta hãy dùng trực giác để lựa chọn, và cái người đó cũng sẽ là người đồng hành với mình trong thử thách thứ ba. Mời anh xuống đứng gần bạn. Nhanh gọn lẹ luôn. Anh chọn cô bé là một cái nghề rất là, không biết nói làm sao, thì cái nghề mà anh cảm thấy là chỉ có những người yêu nghệ thuật yêu lắm á, cho nên là thôi cứ đứng bên đây dù chiều cao không được. Ơi, mình sẽ chọn bạn áo trắng, là mình mặc áo trắng giống nhau. Chúc cho hai khách mời chúng ta may mắn nha. Cảm ơn Hoàng Yến rất nhiều. Và chúng ta sẵn sàng cho thử thách thứ ba được mang tên là ngôi sao may mắn. Nhưng trước tiên, hãy cùng nghỉ giải lao trong vòng ít phút. Trở lại với vòng 3 của chương trình Giác Quan Thứ 6. Vâng, và đây là thử thách được mang tên Gấp Bóng. Gấp Bóng. Người nam sẽ đứng từ bên đây, được dùng tay đặt cái bóng bàn lên trên cái muôi múc cơm này, đi qua lên trên đây, đó, xuống này. Đó, ví dụ vậy. Rồi, người nữ có nhiệm vụ là gấp trái banh này đi dít dắt qua những cái chướng ngại vật và bỏ trái banh vào đây. Nếu như trên đường đi mà mình làm rớt thì bắt buộc phải trở lại vị trí ban đầu, chứ không được phép nhặt và đi tiếp. Quá đơn giản phải không ạ? Thời gian của chúng ta cho mỗi đội là 3 phút. Và tất nhiên đội nào hoàn thành được nhiều trái bóng hơn thì đó là đội chiến thắng và mang về cho mình 10 điểm. Bây giờ chị ai sẽ thi trước nè? Kính lão đắc thọ. Đắc thọ kìa. Ý là anh Hà chơi trước đó. Thì có sao đâu, mình lớn mà. Dạ. Thì 3 phút dành cho đội anh Vũ Hà sẽ được phép bắt đầu. Lên là lên là lên. Ôi, có lên. Wow, thật xuất sắc. Anh Vũ Hà đang đưa bóng rất điêu luyện. Cái banh đầu tiên nó được vào trong chậu. Cái banh thứ hai rất là thuần thạo với cái việc đưa bóng. Cứ từ từ từng 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 hấp tấp. Ôi, chạy mồ hôi tay trên nó run hết trơn á. 15 giây bắt đầu rớt. 5 4 3 2 1. Hết giờ. 2 4 6 8 10 11 trái. 3 phút của đội Hồ Văn Hiếu bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Hay quá, anh Hiếu đang chụp chân bóng quá. Thôi. Đó đó. Hay quá, hay quá. Búp bê, búp bê này. Búp bê này xinh quá. Mày không được luôn. Thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Như vậy là cả hai đội đã huề nhau. Bây giờ cái vòng này được 10 điểm. Bây giờ huề thì mình chia đôi mỗi đội 5 điểm. Và như vậy Hồ Quang Hiếu
đang giữ trong tay 10 điểm. Trời ơi, nhiều lắm luôn á. Còn anh Vũ Hà, bao nhiêu nè? Đã mang về cho mình 25 điểm. Yeah. Và bây giờ, kính thưa quý vị, đây là giờ phút quan trọng nhất. Đó là chúng ta hãy xem trong hai cô gái này, ai là người giữ trong mình ngôi sao may mắn. Sau 3 tiếng đếm của Trương Thế Vinh thì hai bạn hãy để tay ra ngoài xem mình có là người giữ ngôi sao may mắn hay không nhé. 3 2 1 Wow! Trời ơi! Trời đất ơi! Trời ơi! Hên dữ vậy luôn á hả? Với cái ngôi sao may mắn này thì anh nhận được một phần quà trị giá là 3,5 triệu. Wow! À, dạ ơi, Vinh ơi, đã thấy thế này, cái phần thưởng này chứ anh nghĩ anh sẽ tặng lại cho em ở Mỹ Kim. Dạ. Chúc em có nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh nhiều. Sau 3 vòng chơi thì anh Vũ Hà là đội chiến thắng, cho nên số tiền thưởng của anh là 10 triệu đồng. Không phải ai cũng có được cái trực giác mạnh như anh Vũ Hà. Và ngày hôm nay thêm một lần nữa chúng tôi lại chứng minh, không chỉ phụ nữ mới có giác quan thứ 6 mạnh, đàn ông chúng tôi vẫn có những người mà phán đoán tuy là không có chứng kiến nữa vẫn là đúng hay gì đó mới lạ. Và cũng hy vọng là tất cả quý vị ở đây đã có một cái buổi xem chương trình thật là thú vị nhé. Xin hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng. Chương trình Giác quan thứ 6 được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Xin chào và hẹn gặp lại.